Phần phiếu thu và phiếu chi ở đây, ngoài chức năng để lưu trữ phần thu và chi hợp đồng tương tự như tab phiếu thu, phiếu chi trong từng hợp đồng chi tiết này, thì anh chị còn có thể cập nhật các khoản thu chi ngoài hợp đồng. Để tìm kiếm thông tin thì anh chị có thể tìm kiếm theo phần chi nhánh từng kỳ báo cáo khoảng thời gian hoặc là theo cột group mà anh chị quan tâm. Sau khi tìm kiếm xong thì kéo cột group xuống đây, hoặc anh chị cũng có thể lọc thông tin theo một hay nhiều cột cùng một lúc tại đây. Lọc xong thì anh chị click vào đây để bỏ ký hiệu lọc. Như anh chị có thể thấy ở đây, hiện tại đang có danh sách 16 phiếu thu với tổng số tiền thu như thế này. Thì anh chị kích vào từng phần phiếu thu, anh chị sẽ biết được chi tiết các khoản thu được là bao nhiêu, thông tin chứng từ liên quan là gì. Để thêm mới phiếu thu thì anh chị sẽ click vào nút thêm này, cập nhật thông tin thu tiền mặt hay là chuyển khoản tương tự như anh chị thực hiện phiếu thu trong phần hợp đồng. Thu từ khoản thu nào, sau đó anh chị ấn nút cập nhật để lưu. Để sửa cũng tương tự như vậy, chọn phiếu thu cần sửa, sau đó nhấn nút sửa, sửa lại thông tin phiếu thu. Sau đó ấn cập nhật. Để xóa thì chọn phiếu thu cần xóa, sau đó nhấn nút xóa. Chọn yes. Để in phiếu thu thì sẽ click chọn phiếu thu xong nhấn nút in. Chọn loại in phiếu thu. Anh chị có thể kết nối trực tiếp với cả máy in để in phiếu thu trực tiếp từ trên hệ thống phần mềm, hoặc export ra file PDF hay Excel. Tìm folder để lưu lại, sau đó chọn save. Để đối chiếu phiếu thu, phiếu chi trong trường hợp cần đối chiếu với bên phía khách hàng hay là bên phía nhà cung cấp khác. Đối với phần xuất Excel thì anh chị cũng có thể click vào nút xuất Excel, chọn folder cần lưu, chọn tên file, sau đó chọn save. Phần thực hiện phiếu chi cũng tương tự như vậy. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.